Chào mừng quý vị quay trở lại với tạp chí ngân hàng tuần này trên kênh truyền hình FBNC. Thưa quý vị, phần tư vấn của chuyên mục khách hàng hỏi ngân hàng trả lời tuần này, tạp chí ngân hàng mời quý vị đến với những lưu ý của chuyên gia ngân hàng quanh một số thắc mắc khi giao dịch Internet Banking. Muốn hủy dịch vụ Internet Banking có thể thực hiện online không? Hiện nay thì để hủy một cái dịch vụ Internet Banking hoặc bất kỳ dịch vụ nào của ngân hàng thì khách hàng phải đến quầy, và tại thời điểm đi đến quầy giao dịch thì phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc là hộ chiếu để xác thực khách hàng. Phải làm gì để chuyển khoản thêm sau khi đã hết hạn mức trong ngày? Việc nâng hạn mức để giao dịch trong ngày hoặc là trên một lần giao dịch thì hiện nay các ngân hàng cũng yêu cầu khách hàng phải đến quầy giao dịch để thực hiện cái việc này thông qua những cái thủ tục mà ngân hàng quy định. Và một số ít các ngân hàng thì cho phép khách hàng có thể thực hiện thay đổi cái hạn mức online ngay trên Internet Banking. Riêng tại Sacombank thì chúng tôi cung cấp dịch vụ Internet Banking và Mobile Banking là hai kênh có hai hạn mức khác nhau. Ví dụ khách hàng có thể thực hiện hết cái hạn mức trên Internet Banking thì sau đó hoàn toàn có thể dùng Mobile Banking để tiếp tục thực hiện giao dịch. Khi nào dịch vụ thanh toán tự động trên Internet Banking trừ tiền trong tài khoản? Việc thanh toán hóa đơn tự động thì hiện nay các ngân hàng đã liên kết với các nhà cung cấp, và các nhà cung cấp đến định kỳ thì sẽ sinh ra một cái hóa đơn điện tử. Và tại thời điểm hóa đơn điện tử được các nhà cung cấp sinh ra thì hệ thống của ngân hàng sẽ thực hiện ngay lập tức cái việc thanh toán hộ cho khách hàng, tự động hóa hoàn toàn. Trong trường hợp khách hàng không đủ tiền, không đủ số dư trong tài khoản để thực hiện tự động thì thông thường các hệ thống cũng sẽ thông báo cho khách hàng là lệnh cái giao dịch này không được thành công, và khách hàng hoàn toàn có thể chủ động thanh toán lại sau đó. Thưa quý vị, cho đến nay, nền kinh tế toàn cầu vẫn đối mặt với rất nhiều thách thức. Các quốc gia chủ chốt như là Mỹ, châu Âu và Nhật Bản đều loay hoay với những chương trình kích thích kinh tế. Nhưng trên thực tế, kết quả đạt được là không như mong đợi. Chính vì vậy, nghi ngại cũng dần leo thang trước hàng loạt chính sách nới lỏng tiền tệ mà nhiều ngân hàng trung ương đang thực hiện. Trong thời gian qua, nhiều gói nới lỏng định lượng đã được triển khai. Các chuyên gia nhận định nền kinh tế có thể sẽ gặp phải nhiều khó khăn hơn là mang lại những điều tốt đẹp. Ngoài ra, không ít quan điểm còn cho rằng những chương trình này đã không giúp gì nhiều cho việc kích thích tăng trưởng kinh tế. Nhiều bằng chứng được đưa ra như là tình trạng lãi suất âm ở Nhật Bản hay Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB cho đến giờ vẫn chưa mang lại một kết quả khởi sắc nào. Bên cạnh đó thì cảnh báo về việc nới lỏng chính sách tiền tệ lại tiếp tục tăng lên sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Vì theo các chuyên gia, trong khi những nhà làm chính sách đang chứng tỏ họ khá tự tin với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ, thì lại chưa đủ tự tin để tiến thêm một bước nữa với việc nâng lãi suất. Nhiều ý kiến cho rằng Fed có thể thực hiện điều này vào tháng 12 tới đây, và quá trình bình thường hóa chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục được cơ quan này từng bước thực hiện. Ngoài ra, các chuyên gia cũng tỏ ra khá e ngại về việc tỷ lệ thất nghiệp dần sụt giảm đang đi không đồng pha với sự hồi phục của nền kinh tế Mỹ, vì thực tế cho thấy quá trình này đang diễn biến với tốc độ khá chậm. Nhiều nhà phân tích dự báo tỷ lệ thất nghiệp đến năm 2019 tại Mỹ có thể xuống dưới mức 4,5% và duy trì ổn định về lâu dài. Vì vậy, một số ý kiến cho rằng nếu Fed không sớm nâng lãi suất thì điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của nền kinh tế. Nhiều lập luận cho rằng với bối cảnh hiện tại, không ít chỉ tiêu kinh tế tại Mỹ đã gần chạm mục tiêu, do đó mức lãi suất thấp không còn phù hợp nữa, thậm chí là làm móc méo thị trường tài sản hoặc gây nên tình trạng bong bóng và có thể dẫn đến lạm phát tăng cao. Còn với nền kinh tế châu Âu, ECB đã liên tục triển khai các chính sách nới lỏng tiền tệ trong thời gian qua, nhưng với kết quả chưa như mong đợi. Nhiều chuyên gia nhận định nền kinh tế khu vực này sẽ không thể giải quyết những vấn đề của mình chỉ với chính sách tiền tệ. Các nhà phân tích của tổ chức tín dụng UBS cũng nhấn mạnh rằng chính sách tiền tệ chỉ nên được xem là một giải pháp tạm thời hoặc trong trung hạn. Việc tăng cường thực hiện tái cấu trúc là điều cần thiết để giúp cho sự tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế châu Âu. Cùng với đó là đẩy mạnh hơn nữa vào đầu tư cơ sở hạ tầng và khuyến khích sự tham gia của khối tư nhân.
Còn theo nhận định của tổ chức tín dụng BNP Paribas, nếu trong suốt những năm qua, ngân hàng trung ương đã thực hiện nhiều gói QE và đưa lãi suất xuống mức âm, thì đến thời điểm này, chính phủ các nước cần tăng cường hơn nữa trong việc tham gia vào quá trình thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Càng ngày người ta càng không còn nhìn thấy tính hiệu quả mà các chính sách nới lỏng tiền tệ mang lại. Do vậy, các ngân hàng trung ương như ECB và BOJ đã liên tục vấp phải rất nhiều chỉ trích. Vì trên thực tế, hệ quả của các gói nới lỏng định lượng đã dần xuất hiện như rủi ro về bong bóng tài sản, tăng trưởng tín dụng gia tăng nhanh chóng và những điều này có thể gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, không ít ý kiến ủng hộ lại cho rằng tình hình có thể sẽ còn tồi tệ hơn nếu ngân hàng trung ương đã không kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Quý vị vừa theo dõi phần 2 của tạp chí ngân hàng tuần này trên kênh truyền hình FBNC và đến với phần 3 của chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng xem những thông tin nổi bật sau. Commerzbank cắt giảm 10.000 lao động, ngưng chi cổ tức. Thống đốc ECB phản pháo chỉ trích của Đức về chính sách tiền tệ.